Tiếp theo tập trước, một con mèo nói với Nhiếp Ly. Tiện thể nói luôn một chút, thần viêm chỉ bình thường sẽ mở trong 3 tháng, cho nên chỉ còn lại 2 tháng. Nhưng mà cũng không đến lượt ngươi. Nhiếp Ly thầm nghĩ, ta là nhân tộc, đi vào có tác dụng gì? Nhưng mà mình ngược lại thật sự là có yêu huyết. Thế là hắn nói, ngược lại thần viêm chỉ này mở được 1 tháng. Ly Hỏa Thánh Tử e rằng đã sắp lấy được truyền thừa của thần viêm chỉ rồi. Không có thời gian đi dạo nữa đâu, tìm cái cớ rồi chuồn đi. Đột nhiên, có một bàn tay níu lấy cánh tay của Nhiếp Ly. Nhiếp Ly ngạc nhiên nhìn qua thì thấy một ả xà yêu đang níu chặt cánh tay mình gọi, phu quân, chàng đã quay về tông môn từ lúc nào vậy? Sao không về nhà trước? Nhiếp Ly vội vàng giật cánh tay ra kêu lên, hửng, tình huống gì đây? Nữ xà yêu cũng giật mình. Hả, phu quân? Không lẽ chàng ở bên ngoài lại cưới thêm một con tiểu yêu tinh rồi đấy chứ? Quên thiếp rồi sao, phu quân, nói rồi lại ôm chặt cánh tay của Nhiếp Ly rồi dí vào ngực mình. Nhiếp Ly thầm nghĩ. Khi hấp thu ký ức nguyên thần hoàn toàn không chú ý đến chuyện này. Lần này thật sự là để Lục Phiêu nói chúng rồi. Trong nhà thật sự là có yêu tinh. Bên này, bọn yêu tinh khác khi nhìn thấy vợ của Xích Mãng lão tổ, con nào con nấy đều nuốt nước bọt, ực ực, oa oa, chúng nó nhìn vào những đường con trên cơ thể của nữ yêu xà. Một con hổ lên tiếng. Hi hi, vị huynh đài này, cô ta là vợ của ngươi ư? Nhiếp Ly xác nhận, đúng vậy, trong lòng lại nghĩ. Mình đã đặc biệt không quay về động phủ của Xích Mãng lão tổ. Không ngờ lại ở trên đường gặp phải vợ. Con hổ liền vỗ ngực bộp bộp nói. Hát, không ngờ huynh đệ ngươi. Không những yêu thức rộng rãi, lại còn có phúc khí như vậy. Huynh đệ ngươi, ta phải kết giao mới được. Sau này ngươi ở Hoa Linh Điện gặp phải phiền phức gì, cứ đến tìm ta. Mấy con yêu quái khác cũng vỗ ngực nói. Chúng ta cũng vậy. Một đệ tử ngoại môn nhỏ bé. Bên cạnh lại còn có yêu tinh rung động lòng người như vậy. Thật đúng là phung phí của trời. Thế là cả bọn đều bu lấy Nhiếp Ly gọi. Hảo huynh đệ. Nhiếp Ly cười trừ. Hảo huynh đệ. Ha ha, các vị khách khí rồi. Trời cũng không còn sớm nữa, ta đi trước một bước đây. Sau đó, kéo vợ của Xích Mãng lão tổ đi rồi nghĩ. Còn không đi, nói không chừng sẽ gặp chuyện. Nữ yêu xà vẫn đang tóm chặt cánh tay của Nhiếp Ly nói, phu quân, nói rồi lại xoa xoa lên ngực của Nhiếp Ly. Nhiếp Ly liếc mắt nhìn xuống. Hắn kêu lên hửng một cái rồi bay vút lên trời. Trong lòng thầm nghĩ, phong khí của yêu tộc cũng cởi mở thật, đây là đang còn ở trước nhiều người. Thấy biểu hiện bất thường của chồng, con xà yêu kia hỏi. Phu quân, chàng bị làm sao vậy? Trước đây, mỗi lần chàng quay về, đều mong chờ hôm nay gặp thiếp. Tại sao hôm nay lại lịch sự như vậy? Phu quân, chàng ở bên ngoài có phải là thật sự có yêu tinh khác rồi không? Nhiếp Ly nắm chặt bàn tay giả bộ đằng háng mấy cái. Khụ, làm gì có chuyện đó. Ta chỉ là đột nhiên nghĩ ra còn có một chuyện quan trọng chưa làm. Nàng về động phủ trước đi. Nữ yêu xà tức giận hỏi. Hừ, có chuyện gì còn quan trọng hơn chuyện giữa chàng và ta cần làm. Huống hồ phu quân làm việc từ trước đến nay rất nhanh, không làm lỡ. Phu quân, nói rồi vươn tay ra, kéo luôn sợi dây buộc quần của Nhiếp Ly la. Nhiếp Ly nhìn xuống phía dưới mà ngu mẹ nó người. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review truyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!